Ecoba ENT, nơi lan tỏa hạnh phúc, con người là tài sản quý giá nhất của mỗi doanh nghiệp. Tại Ecoba ENT, chúng tôi khuyến khích phát huy sự năng động sáng tạo trong cán bộ nhân viên và tôn trọng nguyên tắc đối xử nhân văn. Với những chính sách phúc lợi ưu việt, tạo cơ hội gắn bó và phát triển sự nghiệp bền vững cho tất cả mọi người, Ecoba ENT được coi như ngôi nhà thứ hai, nơi chúng tôi làm việc, cống hiến và cùng nhau chia sẻ niềm vui mỗi ngày. Chúng tôi khám phá, rèn luyện năng lực chuyên môn qua những thử thách trong công việc, đồng thời rèn luyện về thể lực, trí tuệ qua những phong trào thể dục thể thao, phong trào đọc sách sôi nổi và ý nghĩa. Chúng tôi trân trọng và vun đắp niềm vui cùng gia đình cán bộ nhân viên qua những hoạt động vui chơi giải trí mỗi dịp nghỉ lễ. Và hơn hết, chúng tôi tìm ra ý nghĩa thật sự của công việc mình đang làm khi tận mắt nhìn thấy nụ cười hài lòng của đối tác, chứng kiến những công trình đã hoàn thành, đang mang lại cải thiện rõ rệt cho môi trường nước và bầu không khí trong lành xung quanh. Hạnh phúc là sẻ chia và lan tỏa. Tập thể lãnh đạo và cán bộ nhân viên Ecoba ENT không chỉ gắn kết cùng nhau qua những hoạt động văn hóa, đoàn thể hấp dẫn của công ty, mà còn tích cực tham gia các hoạt động hướng về cộng đồng, thể hiện tinh thần trách nhiệm với xã hội như chương trình Koto Bike Ride, đạp xe để ủng hộ trẻ em đường phố Run for the Heart, giải chạy gây quỹ phẫu thuật tim cho trẻ em nghèo, 5.000 bước chân hạnh phúc, giải đi bộ gây quỹ ủng hộ bệnh nhân ung thư. Hơn ai hết, mỗi thành viên Ecoba ENT thấu hiểu sâu sắc ý nghĩa và trách nhiệm gắn kết lâu dài trong hành trình phát triển bền vững cùng các doanh nghiệp. Công nghệ xử lý môi trường là một lĩnh vực mới mẻ, nhiều thách thức và sẽ ngày càng nhận được sự quan tâm lớn hơn từ chính quyền cũng như ban lãnh đạo các doanh nghiệp. Theo đuổi sứ mệnh chăm sóc và bảo vệ môi trường, Ecoba ENT đã đồng hành cùng khách hàng để đầu tư xây dựng hàng trăm dự án xử lý nước thải, xử lý nước cấp trên khắp Việt Nam. Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh quá trình nghiên cứu áp dụng những công nghệ xanh thân thiện môi trường để từng bước chinh phục mục tiêu tiết kiệm năng lượng và phủ xanh các trạm, nhà máy xử lý thải. Bên cạnh đó, đội ngũ nhân sự Ecoba ENT luôn trau dồi và tích cực bồi đắp năng lực chuyên môn để thực hiện các công trình tầm cỡ quốc tế. Mỗi ngày trôi qua là một ngày để toàn tâm nỗ lực cho sứ mệnh của mình. Những mục tiêu mới sẽ ngày càng khó khăn hơn, thách thức hơn. Sẽ còn rất nhiều việc phải làm để tiến về phía trước. Thế nhưng, với sự ủng hộ và tin tưởng của các đối tác, khách hàng và với nguồn tài nguyên quý báu là đội ngũ nhân sự tài năng, đoàn kết, chúng tôi hoàn toàn tự tin sẽ làm nên những dấu mốc thành công mới, những dự án có quy mô lớn hơn, có sức ảnh hưởng mạnh mẽ hơn tới cộng đồng. Ecoba ENT, chọn niềm tin bền giá trị.